Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm qua thì hai mẹ con mình đi hái đậu á, được một thao dung lên nè, một thao to như vậy nè, mà dung lên như vậy luôn á. Thì hôm qua đi hái xong thì mình xin mama một ít, xin nhiêu đây. Thì mình hôm nay mình sẽ luộc nó để mình làm món salad, với lại còn ít thì mình sẽ đông lạnh á. Thì thường á, đồ ăn á, thì mình không có chữ nhiều ở trên chỗ của mình. Thường á, thì ăn nhiều thì bắt đầu đi xuống dưới sinh đem ra nấu ăn. Cho nên là mình chỉ xin bao nhiêu đây để đủ làm món ăn cho hai đứa một bữa, với lại còn ít là để đông lạnh thôi. Bây giờ thì mình sẽ lật nó nha. Đậu này thì bẻ của vườn nhà anh hàng xóm, vườn của ảnh đậu nhiều trái dữ lắm luôn, trái chùm 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 nha. Này mình cắt ngắn đi nha. Để đông lạnh đậu thì mình luộc 3 phút là được rồi. Còn hãy mà mình làm salad thì mình phải luộc 30 phút nha mọi người. Cái vườn của nhà anh hàng xóm đẹp lắm, mình mê lắm luôn á. Mà vợ của anh đó cũng dễ thương lắm nha. Vợ của anh đó cũng là người châu Á nè, có hai đứa con trai rồi. Giờ thì đang chuẩn bị chào đón thêm một cô công chúa nữa. Hôm bữa mình gặp á, mình nói trời ơi như vậy là quá tuyệt vời luôn rồi. Hai đứa con trai dễ thương lắm luôn mọi người. Mấy em đó like á, nhìn dễ thương lắm. Có hôm bữa mấy em đó đi theo cha mẹ đi hái rau buổi chiều, xong rồi lúc đó thì khoảng 8 giờ rồi, 8 giờ tối á, nhưng mà nó còn sáng lắm. Thì mùa hè thì 8 giờ tối nó còn sáng trưng mà, nó không có tối. Thì mới đi về cả nhà, năm người đi về. Thì mình cũng ra hàng trước mình chào hỏi này nọ. Thì hai bé trai con của cái anh đó mới là định là mở cửa cổng để vô chơi. Thì thấy cưng lắm. Thì mẹ của bé nói là thôi không có vô được, giờ này tối lắm rồi. Thì hai em đó là không có vô. Kinh. Ông chồng mình á, ổng thấy hai đứa bé đó, và ổng nói mình á, em thấy không, thấy hai đứa nhỏ đó không, thấy cưng quá trời luôn, con lai thấy cưng quá trời luôn. Cái đậu này nó non mèo mà mọi người, nó không có bị sơ. Này bẻ trái hơi nhỏ nhỏ, có những cái trái nó to hơn cái trái này nữa, nhưng mà nó vẫn không có sơ hai bên này nha. Mẹ chồng của mình á thì không có thích cái loại đậu này cho lắm, tại vì cái cây của nó lùng bịch mà. Hái thì phải khum lưng á, thì mẹ chồng của mình không có thích cái loại này lắm. Mình thì nói là để định năm sau là trồng cái loại này, thấy trái nhiều quá. Mẹ chồng mình nói là mẹ chồng hái trái không nổi, tại vì phải khum lưng á, đau lưng lắm, mẹ chồng mình không có chịu trồng cái này.
Mấy hôm nay thì ở chỗ của mình á, khách du lịch người ta đi dài hết rồi mọi người. Trước đây á, thì khách người ta nhiều lắm. Người ta ở chỗ này người ta đi du lịch tới xong rồi nhiều khi ồn ào lắm. Người ta dẫn theo thú cưng đồ này nọ, cái nó la gùm hết trơn à. Giờ thì người ta về hết rồi. Nhiều khi cuối tuần á thì người ta mới xuống ở. Chỗ của mình ở là gần nhà thờ. Cứ khoảng chừng tầm mà nửa tiếng là nghe tiếng chuông nhà thờ. Mọi người nghe cái tiếng chuông nhà thờ đó không? Khá là gần với chỗ mình á. Nhà thờ đó cổ rồi nha mọi người. Cái kiến trúc của nó rất là cổ luôn. Và mình có thấy thì được làm giống như là phần lớn là được xây dựng bằng đá đó mọi người. Cái trái đậu nó to như vậy nhưng mà nó vẫn không có sơ nè, không có sơ chứ không phải giống như cái đậu que mà nó bị sơ nhiều, cái này nó không có sơ. Mắc cười lắm mọi người. Cô em chồng của mình á, cổ chọc cô chọc mẹ chồng mình á, năm nay khoai tây không có được mùa mà đậu thì rất là được mùa, cho nên là mùa đông năm nay là sẽ ăn là đậu với lại bí đỏ thôi, còn khoai tây á muốn ăn á thì phải đi siêu thị mua nha. Khoai tây năm nay em chồng của mình trồng cũng không có được mùa luôn, trồng một khóm mà thu hoạch cũng có mấy sọt à. Như thời tiết nó không có thuận lợi mọi người. Năm nay là một cái năm mà thời tiết rất là bất thường luôn. Nắng quá trời nắng. Hay nói là nắng kỷ lục mấy chục năm mà. Nắng kỷ lục trong khoảng 6-70 năm nay. Chưa có bao giờ mà nắng nhiều cái gì. Đây mình lặt xong rồi, một gỗ này. Giờ mình sẽ đi rửa nó rồi mình sẽ đi luộc. Cái nào mà để đông lạnh thì mình luộc sơ thôi, còn để làm món salad thì mình sẽ luộc nó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Các bạn có thấy cái bình bông nào, cái ly bông này không? Cái này là mình hái cỏ dại á. Cỏ dại ở chỗ vườn rau của nhà mình đó, mà cỏ dại nó rất là đẹp nè mọi người. Nó giống như là hoa cúc mình vậy đó. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nó to thấy sợ luôn ấy. Mà mình cắm vô nước đây mình cũng để được lâu nữa nha. Hổm gà là để khoảng 4 bữa rồi đó. 4 bữa. Cái nào mà nó bị giống như là nó già mình cắt ra, mình bỏ. Xong rồi còn lại mình cắm lại vô nước. Rất là đẹp luôn. Bây giờ nước nó sôi rồi nè các bạn. Mình sẽ cho đậu vô đây luôn. Mình sẽ nhớt ra, mình nhớt ra một ít, còn chừa lại một ít thì mình sẽ luộc cho nó chín mềm. Mình chừa nó ăn nhiêu đây.
luộc này cho mềm thì mình sẽ cho thêm chút muối vô trong này. Giờ này ở bên ngoài nắng rất là đẹp luôn rồi nè. Hồi sáng thì trời âm u, mây quá trời luôn, không thấy đường trơn. Bây giờ thì nắng đẹp rồi. Trong lúc mà mình đợi đậu nó chín mềm thì mình sẽ đi chuẩn bị cái hành tây này nha mọi người. Cái hành tây này thì mình gọi nó là hành tây tím, ở đây thì người ta kêu là hành tây đỏ, nên là cũng không biết như thế nào. Mình thì mình gọi là hành tây tím. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái hành tây này để mình làm món salad, nhưng mà sẽ không có sử dụng hết cái này, chỉ xài một ít thôi. Cái đậu của mình nó chín hết trơn rồi nè các bạn. Cái này mình nấu lửa lớn á, cho nên là mới có 25 phút là nó mềm hết trơn rồi nè. Không có cần tới nửa tiếng nữa, 25 phút là nó mềm hết trơn rồi. Mà ăn cái cọng đậu nó rất là giòn mà nó ngọt ngay luôn á mọi người. Tại vì đậu mới á, ngọt ngay luôn nha. Giờ mình sẽ để cho nó nguội xong rồi mình sẽ trộn. Đậu bây giờ nó cũng nguội rồi. Cho hành tây vô hết luôn. Bỏ chút muối nè. Đây là giấm nha mọi người. Giống như là giấm gì đó nhưng mà có tên là đây. Đây là giấm nè. Cuối cùng mình sẽ cho dầu bắp vô. Vậy là hoàn thành rồi nè các bạn. Này mình sẽ để nó cho nó thấm các cái gia vị này vô, chừng vài tiếng đồng hồ thì ăn được. Bữa nay từ một mớ đậu của nhà anh hàng xóm thì mình đã để dành trữ đông được một ít rồi, còn một ít thì mình làm món salad này. Thì bây giờ cái món này mình sẽ để cho nó ngấm gia vị vài tiếng đồng hồ để cho nó ngấm vô rồi ăn sẽ ngon hơn. Thì clip của mình ngày hôm nay cũng xin phép tạm dừng ở đây nha tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và chúc mọi người có một ngày mới thật là an lành, nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở những cái clip lần sau nha các bạn. Xin chào tạm biệt.